Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện thuộc cẩm nhân gia của tác giả Trang Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 236. Ta, ngươi muốn ta đi hầu hạ nàng sao? Nhiều ngũ nương tự chỉ mình hỏi ngược lại. Chúng ta đều là nô lệ bị bắt đến đây, ngươi nghĩ ngươi vẫn là thiếu phu nhân nhà giàu chức cầm sao? Bình lính nam chiếu hung giữ lườm nàng và nói, nàng là truyền nhân bí truyền của quý gia, nếu hầu hạ không chu đáo, khiến Dương Quý Thị bất mãn, không chịu vì nam chiếu nhuộm vải tơ cao cấp. Khi cấp trên trách tội xuống, người muốn chết thế nào cũng không phải do người quyết định. Nhiều ngũ nương ngơ ngác nhìn binh lính nam chiếu rời đi, rồi bỗng nhiên quay đầu lại. Quý anh anh đang nằm ở cửa xe ngựa, miệng mỉm cười nhìn về phía mình. Gương mặt rửa sạch sáng rỡ, động lòng người mang theo một tia đắc ý vì kế hoạch quỷ quyệt đã thực hiện được. Nàng siết chặt hai nắm tay, móng tay đâm mạnh vào lòng bàn tay. Quý anh anh cố ý, cố ý khiến mình hiểu lầm rằng nàng sẽ bị đưa đi cho binh lính nam chiếu lạm dụng. Cố ý khiến mọi người trong doanh trại xem mình như trò cười. Một tiểu nương tử từ một phường nhuộm, làm sao nàng dám? À! Không biết là tiểu nương tử nào không nhịn được, phì cười thành tiếng dù nhanh chóng bụng miệng lại nhưng trong đêm yên tĩnh trên bãi sông âm thanh này vẫn vô cùng chói tai lòng bàn tay đau nhói khiến nghiêu ngũ nương bình tĩnh lại nàng nhìn lướt qua các nữ nhân trên bãi sông ngừng đầu ưỡn ngực và đi về hướng xe ngựa để muội coi như xong triệu đại nãi nãi nhỏ giọng gọi nàng lại trước đây ở triệu gia không có nhiều mối quan hệ sau khi đi về phía nam nghiêu ngũ nương trở thành đầu doanh quản lý hơn 300 người rất dễ bảo, các chủ tử của triệu gia đều nề phục. Dù sao cũng là phu nhân của phủ đô đốc, có thủ đoạn và quyết đoán. Nhờ vào nàng, dọc đường này, các chủ tử của triệu gia không phải chịu nhiều khổ. Nếu nhiều ngũ nương cố chấp đối nghịch với quý nhị nương, Nam Chiếu sẽ thay đổi đầu doanh, người triệu gia chỉ sợ sẽ không dễ chịu. Nhiều ngũ nương quay đầu, cười lạnh và nói. Yên tâm đi, việc tự chuốc lấy đau khổ ta nghiêu ngũ nương không biết làm. Nàng bước đến trước xe ngựa, ngẩng đầu nhìn quý anh anh. Một ngày nào đó ngươi sẽ cầu xin ta. Quý anh anh đặt mặt lên cánh tay ở cạnh cửa sổ, cười hì hì nói. Nghiêu ngũ nương, ngươi không phải tự xưng là thông minh, thích hại người sao. Chủ động đến đây tự chuốc lấy mất mặt, không giống phong cách của ngươi nha. Ta không đến để chuốc lấy mất mặt, ta đến để làm một giao dịch với ngươi. Chuyện đưa điểm tâm và bưng nước rửa mặt ta sẽ tìm người khác làm. Quý anh anh bật cười. Đời này chưa từng bị nhục như vậy đúng không? Với người khác có lẽ ngươi còn có thể nhịn, nhưng trước mặt ta, quý anh anh, ngươi không thể làm thấp kém phục tùng. Thân thể như mũ nương khẽ run. Không phải muốn ngươi chết ta sống sao? Đây là lời gì vậy? Nếu không phải mình tự giới thiệu, kết cục còn không biết là gì? Rõ ràng dọc đường bị nhiêu mũ nương bắt nạt sao trong miệng nàng lại biến thành mình cứ dây dưa không ngừng. Quý anh anh tức giận nở nụ cười, đưa tay hạ rèm cửa sổ, lạnh lùng nói. Sáng sớm ngày mai, đừng quên tự mình bưng nước rửa mặt và điểm tâm đến cho ta. Nhiều ngũ nương cười. Quý anh anh, ta vốn muốn làm giao dịch với ngươi. Ngươi cứ gây sự, cũng đừng trách ta. Đại trượng phu co được gián được, ngươi càng như vậy, ta càng không sợ. Trên xe ngựa, quý anh anh và ba tỷ nữ nhìn nhau không nói gì. Trên đời này tại sao lại có người như Nghiêu Ngũ Nương? Chính mình giết người phóng hỏa thì là bình thường, còn bị ủy khuất liền nói người khác hại nàng. Nghe tiếng bước chân đi xa, quý anh anh nằm xuống. Đều ngủ đi, không có gì đáng nói với kẻ điên. Tường nhi nằm bên cạnh nàng, lo lắng nói. Nương tử, triệu nhị nái nái vẫn giữ vẻ không sợ hãi, nàng lại muốn làm gì? còn có thể làm gì? Không có nghiêu phó đô đốc che chở, như ngũ nương có gì? Người nam chiếu còn có thể dùng nàng làm quân sư không? Chỉ là triệu tu duyên, hay là thịnh phong trạch? Trong đầu quý anh anh hiện ra hình ảnh thịnh phong trạch. Nhiều ngũ nương có kim bài của thịnh phong trạch, nàng dùng gì để lay động thịnh phong trạch? Thịnh phong trạch sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc của nhiều ngũ nương ở Nam Chiếu. Nàng cẩn thận chờ mình. Bất kể nàng muốn làm gì, nước đến đâu đắp đập đến đó luôn có cách ứng phó trời tờ mờ sáng trong doanh địa vang lên tiếng thúc giục của binh lính nam chiếu mỗi ngày và giờ này mọi người đều thức dậy tranh giành nhà vệ sinh tranh giành điểm tâm xe ngựa rộng rãi và bằng phẳng lót thảm nì dày quý anh anh ngủ rất thoải mái nương tử màn kiệu kéo ra tiểu nha đầu bưng bình nước tiểu vào đắp ý nói từ nay chúng ta không cần tranh giành nhà vệ sinh nữa nhìn nụ cười trên mặt nàng tâm trạng quý anh anh bỗng nhiên thoải mái đến đâu mà không phải sống sót trước hết cứ sống qua ngày đã rồi tính tiếp sau đó hoa lan gọi một tỳ nữ của triệu gia đến thu dọn nói nhị nái nái của các ngươi đâu mau gọi nàng bưng nước rửa mặt và điểm tâm đến sau một giấc ngủ quý anh anh ban đầu không muốn làm khó như ngũ nương nghĩ lại không dạy dỗ nàng như ngũ nương sẽ không thu liễm nàng không ngăn cản và ngồi đợi trên xe ngựa không lâu sau như ngũ nương dẫn hai tỷ nữ của triệu gia bưng nước rửa mặt và điểm tâm đến nàng tự tay đặt bồn rửa mặt trước quý anh anh giọng nói nhàn nhạt, nhạt sẽ không muốn ta giúp ngươi rửa mặt chứ tường nhì lấy khăn trong chậu đưa cho quý anh anh vểnh môi nói nương tử của ta xinh đẹp sợ bị ngươi rửa hư quý anh anh tự rửa mặt nhìn nghiêu ngũ nương lấy điểm tâm từ tay một tỷ nữ khác và bày lên bàn nhỏ trên xe ngựa quý Nhị nương ta nghe được một tin tức đông xuyên quân ở mi châu đánh nhau với nam chiếu quân nghiêu ngũ nương làm xong những việc này nhưng không rời đi nàng đứng bên cạnh xe ngựa nhìn quý anh anh và các tỷ nữ ăn cơm ném ra một tin tức khiến quý anh anh khó nuốt trôi cơm đến đây nghiêu ngũ nương quả nhiên ra tay quý anh anh gặm bánh nhìn nàng nói xấu nhất là Đông Xuyên quân thua, Dương Tĩnh Nguyên chết. Chết hắn cũng là chồng của ta. Nhiều mũ nương lắc đầu. Nghe người Nam Chiếu nói, hắn đã chém đầu quân Bắc Lộ của Nam Chiếu và mang thủ cấp về. Đó là con trai của Thanh Bình Quan của Nam Chiếu. Người biết Thanh Bình Quan là phẩm cấp gì không? Tương đương với Thừa tướng của Đại Đường. Là quyền thần được quốc chủ Nam Chiếu tín nhiệm nhất. À, đây là tin tức ngày hôm qua. Thật sao, thật tốt quá. Cảm ơn người nha đúng là chọc tổ ong vò vẽ, mình sẽ trở thành đối tượng trả thù của Nam Chiếu. Quý anh anh trong lòng trầm xuống. Không cần phải vội cảm ơn ta, ta đã nói cho người Nam Chiếu biết ngươi là vợ của Dương Tính Uyên. Đội quân áp tải chúng ta là đội quân của Si Cuồng, hắn là người tâm phúc của Thanh Bình Quan. Nhiều ngũ nương cười xinh đẹp nói. Thật tốt mà tận hưởng đi, không biết bí truyền hay con trai quan trọng hơn. Đợi nàng vừa đi, Hoa Lan và Tương Nhi ba người đều sợ hãi. Nương tử, chuyện này làm sao mà tốt được? Quý anh anh hung hăng nhai bánh. Nước đến đâu đắp đập đến đó. Ngoài thành Mi Châu, Dương Tĩnh Nguyên dẫn đầu 5.000 quân trong tình thế nguy cấp. Rời thành trăm dặm, Thịnh Phong Trạch dừng lại, quay đầu nhìn về hướng thành Mi Châu, có chút tiếc nuối. Nghe nói đường quân dẫn đầu là Dương Tĩnh Nguyên. Xích Hồ cười nói. Đúng vậy, đã giết tướng quân ngăn chặn, lại đánh bại đại quân của Si Cuồng ở Cung Châu, thăng quan tiên phong. Thật đáng tiếc, bản vương không thể gặp hắn trên chiến trường. Si Cuồng tính tình đó, muốn giữ thành Mi Châu mà hòa nhau một trận, e là khó như nguyện. Chủ tử cần gì tiếc cho mãng phu đó? Hắn là tâm phúc của Thanh Bình Quan, không nghe lệnh chủ tử, nhất định lưu lại đối đầu với đường quân. Quách Chiêu là hậu nhân của Quách Tử Dụ, há dễ đối phó. Từ đồng rút quân có công, hiện kiêm Tây Xuyên tiết độ sứ đại quân của si cuồng không chiếm được lợi, để hắn kéo dài thời gian cũng tốt. Thịnh Phong trạch cười. Lần này xuất binh, quốc chủ muốn gì đều đã đạt được. Truyền lệnh xuống, đại quân tiến nhanh về phía trước, dọc đường để lại người mê hoặc đường quân, che chở đại quân qua sông Đại Đổ. Chỉ cần qua sông Đại Đổ, dựa vào địa thế hiểm yếu của lũng sông có thể cản đường quân. Quốc chủ đã gửi thư nghị hòa đến Trường An, đại đường quốc khố trống rỗng, hoàng đế mong muốn nghị hòa chương 237 Sông Đại Độ chảy qua Đại Tuyết Sơn và Cung Lai Sơn, dòng nước sông như con rồng phẫn nổ, gầm thét giữa hai ngọn núi, bọt sóng cuồn cuộn mang theo tuyết trắng, gào thét chảy về hướng đông. Thiên nhiên bằng cách riêng của mình đã tạo ra một khe nước lớn trên mặt đất. Quân Nam Chiếu bắt hơn 10.000 người dân đại đường và cướp đi rất nhiều tài sản, áp tải về phía Nam, cuối cùng đến bờ sông Đại Độ quân đội Nam chiếu canh giữ một cây cầu nổi rộng rãi bên bờ sông. Cầu được làm từ bè tre và tấm ván gỗ đặt trên thuyền, kết nối với nhau bằng dây thừng. Quân Nam chiếu ra lệnh cho mọi người xuống xe, tất cả tập trung ở bờ sông. Các xe chở tiền tài được ưu tiên đi qua cầu nổi trước. Sau khi nhiều ngũ nương báo tin, xe ngựa được thay bằng lính Nam chiếu. Chủ tớ quý anh anh không có cơ hội nói chuyện với người đàn ông từ Mị Châu tin tức từ trại nữ của Mị Châu truyền đến Chu Nhị Lang, cả hai đều báo bình an. Dọc đường đi không tìm được cơ hội chạy trốn. Hơn 10.000 người muốn qua cầu nổi, một ngày không thể đi hết. Bên bờ sông dựng lên hàng rào kiên cố, người bị bắt như gia súc bị quân Nam chiếu lùa vào. Lần này, không chia thành các trại nhỏ nữa, các phụ nữ bị lùa vào ba gian hàng rào, bên cạnh là những người đàn ông bị bắt giữ. Quý anh anh may mắn phát hiện có những người đàn ông bị bắt gần hàng rào. Hầu như ngay lập tức, tất cả phụ nữ ở đây chạy về phía hàng rào, khản giọng gọi tên người thân, mong có thể gặp lại nhau. Lính Nam Chiếu đứng giữa hai hàng rào, làm ngơ như không thấy gì. Quý anh anh cùng ba tỷ nữ liều mạng chen lấn đến bên cạnh. Nàng căng thẳng nhìn về phía bên kia, cố gắng tìm Chu Nhị Lang giữa đám đông. Chu Lang Quân, Tường Nhi tinh mắt, cao giọng gọi lên. Chu Nhị Lang nhờ có nhiều bạn bè giúp đỡ, thuận lợi chen đến hàng rào. Đối diện là các cô gái mặt mày lấm lem, vừa đen vừa bẩn. Họ vẫy tay và kêu khóc ầm ĩ. Chu Nhị Lang không nghe thấy tiếng của Tương Nhi, trong lúc cấp bách nghĩ ra cách, cao giọng cùng bạn bè hô lên. Quý Nhị Nương, cùng với quý anh anh, có hơn 300 người của gia tộc Triệu Tu Duyên. Hắn không xa Chu Nhị Lang, nghe thấy tiếng gọi mắt triệu tu duyên sáng lên cảm thấy ánh mặt trời rực rỡ hơn hóa ra quý anh anh cũng bị bắt đến đây hắn nhìn đối diện cẩn thận tìm kiếm tường nhì kéo tay quý anh anh cố gắng chen lấn về phía chu nhị lang cuối cùng quý anh anh xuất hiện trước mặt chu nhị lang mặt nàng sạch sẽ áo quần tươm tất một vài lọn tóc rơi xuống do bị chen lấn nụ cười của nàng vẫn rạng rỡ đôi mắt đen ngấn nước lấp lánh chu nhị lang cảm thấy ghen tuông chỉ biết ngốc nghếch nhìn nàng cười chu nhị ca quý anh anh gọi hắn thấy lính nam chiếu còn ở xa mở miệng nhưng không phát ra tiếng nói phá cầu đi chu nhị lang đột nhiên tỉnh ra cười lớn yên tâm đi khi quân nam chiếu qua sông và rút lui cầu nổi sẽ bị phá hủy cơ hội trốn về đại đường sẽ càng mong manh nếu phá hủy được cầu này quân nam chiếu không kịp rút lui có lẽ quân đội đại đường có thể đuổi kịp người nam chiếu cũng hiểu điều này buổi chiều sau khi đoàn xe chở tiền tài qua cầu nổi một đội quân từ bên kia bờ sông đến binh lính đứng dọc theo cầu nổi thành hai hàng như bức tường làm sao để phá hủy cây cầu đó quý anh anh nghĩ đến việc đốt cầu chu nhị lang chấn an nàng rằng họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng hy vọng lại dâng lên trong lòng hai người nhìn nhau hiểu rõ ý của đối phương dù không thể chạy trốn chỉ cần tìm mọi cách phá hủy cây cầu đó sẽ tạo thêm hy vọng cho những người khác đột nhiên cảm giác bất an khiến quý anh anh quay lại nàng thấy triệu tu duyên hắn đứng ở hàng rào bị người triệu ra vây quanh thản nhiên cười với nàng ánh mắt quý anh anh trở nên lạnh lùng triệu tu duyên mở miệng không phát ra tiếng nói ta cuối cùng cũng tìm thấy ngươi hắn và nghiêu ngũ nương thật là trời sinh một cặp quý anh anh thậm chí không thèm nhìn hắn một cái, nở nụ cười tươi với chu nhị lang, kéo các tỷ nữ rời khỏi hàng rào. Người nam chiếu không mốc, họ đưa phụ nữ qua sông trước. Một cánh cửa hàng rào mở ra, tiếng khóc vọng lại theo gió sông. Lần này, lính nam chiếu không thương tiếc với phụ nữ, dùng roi dài đánh không thương tiếc. Những phụ nữ không muốn rời đi bị kéo ra khỏi hàng rào. Nhìn kìa, có người nhảy sông một phụ nữ trên cầu nổi phá vỡ hàng rào lính canh, nhảy vào dòng nước xiết của sông Đại Đồ. Trước khi binh sĩ trên bờ kịp bắn tên, bóng dáng nhỏ bé đã biến mất giữa dòng sông. Dòng nước xiết, dù biết bơi cũng khó mà sống sót. Những người định nhảy sông chạy trốn lại một lần nữa tuyệt vọng. Đến lượt chúng ta, trời sắp tối rồi. Quý anh anh nói nhỏ với ba tỷ nữ. Lính nam chiếu đứng trên cầu cả ngày sẽ lơ là cảnh giác. Chúng ta biết bơi, nhảy xuống sông khi họ buông lỏng, theo dòng chảy trôi đi sẽ an toàn nhất. Đợi nước chảy chậm hơn, tìm chỗ lên bờ. Ba tỷ nữ nghiêm túc gật đầu. Trời dần tối, những ngọn đuốc leo lét trong màn đêm chiếu sáng bờ sông bên kia. Tiếng khóc của phụ nữ không ngớt, họ đi tập tĩnh về phía bờ bên kia. Khi nhóm phụ nữ này đi qua, lính nam chiếu không cho ai qua sông nữa. Quý anh anh đột nhiên phát hiện, trong hai gian hàng rào còn lại một số phụ nữ. Tại sao lính nam chiếu lại giữ họ lại? Nhiều ngũ nương từ lúc nào đã đứng bên nàng, nói nhẹ nhàng. Người nam chiếu không ngốc, giữ lại những người này vì họ có người thân trong quân đội. Họ muốn giữ nàng lại, nếu quân đường đuổi theo, sẽ dùng làm con tin. Nhiều ngũ nương cười nói. Đừng mong quân đường đuổi tới, quân nam chiếu còn chưa rút về đâu. Quý anh anh nhìn nàng, nói. nghiêu ngũ nương, Người thật sự cam lòng bỏ rơi cha và người nhà sao. Nghe nói ở Nam Chiếu có bộ lạc phụ nữ xăm mình trên mặt để làm đẹp. Hai chúng ta có vết trên má, ở Nam Chiếu không ai để ý. Trở về làm gì, tiếp tục bị người ta khinh bỉ, bị cười nhạo là xấu nữ. Nhiều ngũ nương cười khẩy, nói. Không ai nhận ra ta ở Nam Chiếu, ta rất thích. Nàng quay lại nhìn. Ta biết người vẫn muốn trốn. Người lớn lên ở bờ hoán hoa khê, bơi giỏi. Nhưng ta nói rồi, ngươi không có cơ hội. Dương Tĩnh Uyên giết con trai Quan Thanh Bình của Nam Chiếu, họ sẽ không cho ngươi cơ hội trốn thoát. Đáng tiếc ngươi ngay cả cơ hội đó cũng không có. Quý anh anh cười khẩy, trong lòng thở dài, như nghiêu ngũ nương nói, nàng không có cơ hội nhảy sông. Cửa hàng rào mở ra, thiên tướng dẫn một đội lính đứng ở cửa, tay cầm danh sách. Gọi tên ai, người đó ra. Khi gọi tên Dương Quý Thị, thiên tướng nhìn về phía quý anh anh hai tên lính tiến về phía nàng quý anh anh bước ra đừng chạm vào ta ta tự đi nương tử chúng ta cùng đi với ngươi ba tỷ nữ quỳ xuống đất khóc lóc quan thanh bình của nam chiếu muốn trả thù đi theo mình ngày càng khổ sở quý anh anh quay lại nói hãy sống tốt cho mình các ngươi không còn là nô tỳ của ta nữa tường nhi níu lấy áo nàng hãy để nô tỳ đi theo ngươi dù khổ hơn nữa Nô tỷ cũng không sợ, nương tử, xin đừng bỏ nô tỷ." Quý anh anh cúi xuống, nói thầm vào tai nàng, "Ngươi không ở bên ta, biết đâu còn giúp được ta." Tường Nhi ngẩn người, Quý anh anh đứng thẳng, cười với nàng rồi đi theo lính nam chiếu. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 238. Quý anh anh bị dẫn xuống một nơi hoang vu vô, vô ích. Tên lính thiên binh đó sẽ tự mình dẫn nàng đi qua hắn cầm lấy chiếc chăn len cho nàng giọng nói có chút quan tâm đêm thu lạnh léo đừng để bị cảm lạnh quý anh anh cùng những người phụ nữ bị bắt khác vẫn mặc bộ quần áo mỏng manh từ hơn một tháng trước nhiệt độ ở đây thấp hơn ít châu gió sông lạnh buốt đến dùng mình suốt ngày đứng bên bờ sông chưa kịp chạm nước đã lạnh đến mức run dày nàng quấn chăn lên người không khách sáo nói sợ ta chết thì không có cách báo cáo lên cấp trên của ngươi đúng không đưa chút thức ăn đến đỡ phải chết đói trước khi chết rét thiên tướng ngẩn người không ngờ nàng đoán chúng tâm tư cười lạnh nói ngươi khá thông minh đấy chồng ngươi giết con trai của chúng ta ở thanh bình quan chết đói cũng không phải chuyện xấu quý anh anh khinh thường nói hai quân giao chiến ai cũng vì chủ của mình đánh không lại chồng ta lại chút giận lên gia đình ta người nam chiếu các ngươi đều như vậy sao thiên tướng tức giận gọi lớn binh lính mang cơm nóng đến. Gọi xong mới nhận ra bị kích động và bị lừa. Hắn chừng mắt nhìn quý anh anh, không nhận ra bị ánh mắt nàng cuốn hút. Hắn tiếc nuôi nghĩ, nếu chồng nàng không ngăn chặn đại quân và chặt đầu hắn, thì mọi chuyện đã tốt biết bao. Hắn có thể dùng chiến công của mình để đòi nàng. Thức ăn được mang tới, quý anh anh gọi các phụ nữ ở đây cùng ăn. Không ai nói chuyện, tất cả đều cúi đầu ngồi dưới đất ăn ngấu nghiến. Thiên tướng nhớ đến con dao nhỏ quý anh anh giấu trong giày. Tự nhiên hắn nghĩ nếu thật sự muốn hành hạ nàng, nàng có thể dùng con dao đó tự giải thoát. Hắn nhìn chằm chằm nàng một lúc, rồi mang binh lính rời đi. Qua đêm trên gành sông, trời vừa tờ mờ sáng, người nam chiếu lại đuổi người qua cầu. Tiếng khóc đánh thức quý anh anh, nàng lặng lẽ nhìn các phụ nữ khác leo lên cầu nồi. Nhiều ngũ nương và triệu gia nữ tử khi rời đi, đi qua trước mặt quý anh anh. Nhiều ngũ nương dừng lại. Quý nhị nương, chúng ta chia tay tại Nam Chiếu. Quý anh anh đột nhiên nghĩ đến lúc thành ích châu bị công phá, nghĩ đến nhiều phó đồ đốc. Nàng nhẹ giọng hỏi nhiều ngũ nương. Nếu ngươi đã nghe được Dương Tĩnh Uyên ở tử đồng giết đại quân Nam Chiếu, ngươi có nghe được tung tích của Ngưu Phó Đô Đốc, mẹ ngươi và thất nương không? Không có. Quý anh anh thấy nghiêu ngũ nương trong nháy mắt thẳng lưng. Nàng cười. Ngươi có kim bài của thịnh phong trạch. Ngươi đứng cùng hắn, bán đứng cha ngươi sao? Ta không có. Nghiêu ngũ nương cao giọng thể hiện sự kháng cự trong lòng. Nghiêu ngũ nương, ngươi vùi dập cha mình vào sự bất nghĩa. Ngươi là không có hay không dám thừa nhận? Quý anh anh kích động, cao giọng hướng về binh lính nam chiếu bên cạnh. Quân gia, thành ích châu bị phá, các người có biết Tây Xuyên quân Nghiêu Phó Đô Đốc ra sao? Ông ấy là Đô Đốc Tam Phẩm, chắc chắn ông ấy sẽ dẫn quân, các người có biết ông ấy không? Giọng nàng thu hút sự chú ý của thiên tướng, hắn bước tới, mặt lạnh lùng nói. Nghiêu Phó Đô Đốc, hừ, bị giết bởi si cuồng đại quân, thi thể bị treo trên đường. Đáng tiếc, Bạch Vương Điện Hạ kính trọng ông ấy là một hán tử, nên đã cho người hậu táng ông ấy. Nhiều ngũ nương nhắm mắt lại, Mảng che mặt rung rinh như bị gió sông thổi chúng quý anh anh cười lớn con gái cấu kết với người nam chiếu còn cha lại chết trận nghiêu phó đô đốc sao lại sinh ra loại con gái như ngươi có khi cũng do ngươi bán đứng tin tức gì đó mà hại chết cha ngươi ngươi cầm miệng nghiêu ngũ nương nhào tới quý anh anh ta không hại chết cha ta nếu không phải vì các ngươi cha ta sẽ không chết thiên tướng kéo cánh tay của nàng hơi híp mắt đánh giá ngươi là con gái của Nghiêu Phó Đô Đốc. a à, Nghiêu Thị. Hắn sao lại quên được, phụ nữ đại đường sau khi xuất giá sẽ mang họ chồng, trước mắt triệu nhị nãi nãi là người Nghiêu gia. Bắt được một người nữa của si cuồng đại quân, lại thêm một công lao. Thiên tướng cười đắc ý. Ngươi thả ta ra, ta có hẹn với Bạch Vương Điện Hạ. Nghiêu ngũ nương ra sức dẫy rủa nhưng sức lực không thể lay chuyển được tay của thiên tướng nàng bị lôi kéo đầy vào trong hàng rào cứ ở yên đó đại quân sẽ rất vui khi thấy ngươi đây là con gái của kẻ thù đã giết anh em của đại quân ít nhất cũng phải cho nàng chịu chút đau khổ cánh cửa hàng rào lại bị khóa lại một lần nữa vài vị chủ tử của triệu gia và các tỷ nữ chỉ nhìn nghiêu ngũ nương một cách đồng tình rồi tiếp tục đi về phía trước trong im lặng vốn dĩ họ không quen biết nghiêu ngũ nương nàng bị nhốt vào đó không ai quan tâm tới nàng nữa. Triệu đại nãi nãi nhớ tới cảnh ông công công triệu nhị lão gia chết thảm trong sảnh đường, lại nghe như ngũ nương nói về cuộc hẹn với bạch vương của Nam Chiếu, liền nhổ nước bọt xuống đất rồi bước đi. Nhiều ngũ nương thở dốc, xoa cánh tay bị đau do bị nhéo và hung dữ chừng mắt nhìn quý anh anh. Chừng ta làm gì, ngươi nên cảm ơn vì có một người cha đã chết trận vì dân chúng. Nếu không ở đây quân quyến sẽ xé ngươi ra từng mảnh. Quý anh anh cười lạnh nói. Không biết thịnh phong trạch hứa với ngươi điều gì, mà ngươi lại có sức mạnh như vậy. Theo ta biết, hắn là một con sói ác độc, nghiêu ngũ nương, người thật thông minh hay đầu óc gián hồ, mà lại làm giao dịch với hắn. Nghiêu ngũ nương nắm chặt kim bài trong lòng bàn tay đến đau. Nàng không tin thịnh phong trạch sẽ phản bội, ngẩng đầu nhìn ánh mắt lạnh lùng của các gia quyến, nghiêu ngũ nương cao ngạo tìm chỗ ngồi, không để ý đến quý anh anh liệu nàng có chắc chắn không tên thiên tướng rõ ràng không tin tưởng nhưng đại quân si cuồng tương lai sẽ đến trước thịnh phong trạch để như ngũ nương không còn cơ hội làm ác nữa đến chiều cuối cùng các nam nhân bị đuổi ra khỏi hàng rào khi đi ngang qua chu nhị lang nhìn thấy quý anh anh ánh mắt lộ ra vẻ háo sắc chu nhị ca đừng lo cho ta quý anh anh hiểu chu nhị lang lo lắng cho mình vì vẫn còn ở trong tay người nam chiếu nàng đột nhiên thấy trong đội ngũ phía sau, Triệu Tu Duyên đang nói chuyện với một tên lính nam chiếu. Quý anh anh lo lắng. Chu Nhị ca, Triệu Tu Duyên đang nói chuyện với binh lính nam chiếu. Chu Nhị lang không để ý đến quý anh anh, lướt mắt nhìn qua, mười nam tử bên cạnh đã giấu hắn vào trong đám đông. Đợi đến khi Triệu Tu Duyên nói xong, đoàn người của Chu Nhị lang đã đến gần đầu cầu. Ngăn bọn họ lại. Một tên lính nam chiếu gọi lớn đội ngũ này có ít nhất hơn ngàn người, không ai biết hắn muốn ngăn ai. Trong chớp mắt, đám người bỗng nhiên gây rối các nam nhân đồng loạt tấn công lính Nam Chiếu. Đều là những nam từ khỏe mạnh, lính Nam Chiếu không ngờ rằng họ tay không mà dám phản kháng. Trong nháy mắt, họ đã nhào vào, đoạt lấy vũ khí. Trên cầu trở nên hỗn loạn, chu nhị lang cúi người nhen nhóm hộp quẹt, hắn lấy ra từ dưới áo một cây gậy quấn vải dầu huynh đệ bên cạnh cũng làm tương tự, mười mấy cây đuốc bùng cháy. Cầu nổi rộng không quá hai trường, cây đuốc được ném vào chỗ nối dây thừng. Lính Nam Chiếu bị các nam nhân ngăn cản, thỉnh thoảng có người cùng lính Nam Chiếu ngã vào sông. Bắn tên. Tiếng dây công vang lên, mũi tên bắn về phía cầu nổi. Nước sông thấm ướt dây thừng, không thể đốt cháy được. Chu nhị lang nóng nảy, nhặt lên một cây trường mâu của lính Nam Chiếu và bắt đầu cắt nhị lang, đi mau. Dây thường trói rất chắc chắn, một lúc không cắt đứt. Mũi tên đã bắn tới tấp vào bom thuyền, chu nhị lang phun miệng. Các huynh đệ, nhảy xuống. Hắn nhảy xuống từ cầu nổi, chưa kịp nhìn tình hình phía sau, sóng nước đã cuốn hắn đi xa. Những người có thể nhảy sông đều nhảy, kể cả những người không biết bơi cũng nhảy theo. Dối loạn diễn ra nhanh chóng rồi cũng kết thúc nhanh chóng. Chưa đầy một chung trà, nhóm người này đã bị lính nam chiếu bao vây. Thiên tướng tiến tới bờ sông, vùng đao chém chết một nam tử bị thương đang rên gì. Đừng tưởng rằng lão tử suốt đường đi cung phụng các ngươi mà không dám giết người. trói tất cả nam nhân lại và mang đi. Chỉ mong Chu nhị lang có thể sống sót thoát đi. Quý anh anh nhìn những binh lính nam chiếu bên ngoài hàng rào như sói như hổ, biết rằng có phòng bị, những người này khó lòng thoát đi được nữa. chương 239, Chu Nhị Lang chết thì không có gì đáng tiếc, nhưng còn liên lụy nhiều người bị bắn chết, chém chết. Bỏ ngựa đớp xe, không biết tự lượng sức mình. Nhiều ngũ nương khinh bỉ nhìn quý anh anh, cười khẩy nói. Chu Nhị ca sẽ không chết, tất cả là do nhiều ngũ nương. Nếu không thì mình và Chu Nhị ca cùng tương nhi sao lại bị người nam chiếu bắt giữ. Là người trong họ, lại vì tư lợi mà hãm hại đồng tộc, cam tâm làm tay sai cho nam chiếu. Nếu không phải triệu tu duyên dẫn đường, có lẽ cháu ngoại trai sẽ không chết, mẹ sẽ không tuyệt vọng, anh chị dâu sẽ còn sống. Nàng làm sao dám nói chua nhị ca chết không có gì đáng tiếc. Lửa giận trong ngực quý anh anh bùng cháy, nàng nhào tới nghiêu ngũ nương. Ta giết người. Không ngờ quý anh anh lại động thủ với mình, nghiêu ngũ nương hét lên, tóc bị quý anh anh tung lấy. Tay chân luống cuống, bị đánh vài cái mới phản ứng lại. Ngươi nghĩ chỉ có mình ngươi biết đánh nhau sao? Nàng là con gái của võ tướng, tuy không có thần lực, nhưng cũng giỏi cung mã. Phản ứng không kịp mới bị quý anh anh cưỡi lên đánh loạn. Nhiều ngũ nương túm lấy tay quý anh anh, dùng sức ném nàng xuống đất. Khi đang chuẩn bị đánh tiếp, sau lưng nàng liên tục bị tấn công, cảm giác đau đớn lan tỏa, trước mắt tối sầm, mất đi. Quý anh anh thở hồn hền đẩy nàng ra, thấy một tiểu nương từ ôm hòn đá cuội đứng trước mặt. Ta, ta lần đầu tiên, nàng, nàng sẽ không chết chứ. Hòn đá cuội rơi xuống đất, tiểu nương từ mặt tái nhợt, run rẩy nhìn như ngũ nương nói. Quý anh anh dùng sức đá nghiêu ngũ nương một cái, thấy nàng rên gì. Nàng hừ một tiếng. Gieo hòa sống ngàn năm, nàng không chết được đâu. Cảm ơn người đã giúp ta. Nước mắt từ mắt tiểu nương từ chảy xuống, nàng lẩm bẩm. Kakata ở quân doanh Tây Xuyên. Quý anh anh thở dài, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Quân Nam Chiếu đã chấn áp cuộc bạo loạn bên ngoài. Tên thiên tướng vẫn chú ý động tĩnh bên trong hàng rào. Hai người đánh nhau quá nhanh, hắn không kịp can thiệp. Nghe nhiều ngũ nương không chết, hắn thở phào nhẹ nhõm, quát qua hàng rào. Đều đứng yên một chút. Người bên trong tự động tránh xa nhiều ngũ nương, để nàng nằm trên mặt đất. Hơn một vạn người mất khoảng ba ngày mới được áp giải hết qua cầu. Đến ngày thứ tư, Quý anh anh cùng một nhóm quân quyến mới được thả ra, là nhóm cuối cùng qua sông. Nước sông chảy mạnh dưới cầu, đứng trên cầu, như thể người và cầu cùng bị cuốn trôi trong dòng nước cuồn cuộn, mang đến cảm giác mê muội khiến người ta không dám cúi đầu nhìn kỹ. Quân Nam Chiếu đứng hai bên cầu nổi thành hai bức tường người, phòng ngừa có người nhảy sông. Có lẽ nhóm cuối cùng này đều là tiểu nương tử, nên binh lính Nam Chiếu cảnh giác lòng lèo. Vô số thuyền tiếp viện quân đội từ bờ bên kia chạy đến, thu hút không ít sự chú ý. Quý anh anh chậm rãi di chuyển theo đội ngũ, phía trước có binh lính như người nhìn đỏ ngang trên sông. Nàng nhìn chằm chằm tên lính đó, nắm chặt tiểu đao. Ngươi đã đảm bảo với ta là không chạy trốn, công lao của ta dựa vào ngươi, ta đành phải theo dõi ngươi. Âm thanh vang lên sau lưng, quý anh anh quay đầu lại, thấy là tên thiên tướng đó. Nàng cười xinh đẹp nói ta nói lời giữ lời, cảm ơn ngài đã chiếu cố suốt đường. Thiên tướng cười nham hiểm nói, cầu nổi lay động, cẩn thận đừng ngã xuống. Bị hắn nhìn chằm chằm, cơ hội cũng không có, quý anh anh thầm hận trong lòng, nhìn nghiêu ngũ nương tập tễnh phía trước, tốt bụng đề nghị. Ta từ nhỏ đã quen đi ở đồng ruộng, không sợ ngã. Tướng quân nên quan tâm triệu nhị nái nái, nàng lớn lên trong khuê phòng, chắc chắn rất sợ hãi. Triều nhị nãi nái có kim bài của Bạch Vương Điện Hạ bảo vệ. Nếu Bạch Vương Điện Hạ dẫn quân đuổi si cuồng đại quân lùi lại, cuộc sống của nàng sẽ tốt hơn ngươi nhiều. Lo lắng cho nàng không bằng lo lắng cho chính ngươi. Nhiều ngũ nương đã hứa hẹn điều gì tốt đẹp cho Thịnh Phong Trạch. Quý anh anh vẫn rất tò mò. Nàng nhìn qua bãi sông phía trước đã cắm doanh trướng, tất cả quân quyến qua sông cũng không bị áp giải đi. Có vẻ còn có thể dừng lại ở bờ sông một thời gian có lẽ nàng còn có thể tìm được cơ hội đoạn cầu nổi dài vài trăm thước đội ngũ đi chậm chạp nhưng rồi cũng đi hết lại bị nhốt ở trong hàng rào mới xây trên bờ sông lần này có mấy trăm người bị giam chung một chỗ nửa đêm doanh trại quân nam chiếu đột nhiên náo loạn tiếng ồn ào lớn đánh thức mọi người trong hàng rào bên kia bờ sông một mảnh đèn đuốc sáng rực từ đường chân trời khi đến gần bờ sông đã có thể thấy rõ ánh sáng của những cây đuốc có phải là quân đường đuổi tới không mọi người nhà đường kích động vọt tới hàng rào nhìn quanh là đại quân của si cuồng trở về doanh trại có người nam chiếu hưng phấn hét lên một câu nói dập tắt hy vọng bên trong hàng rào lại trở nên im lặng quý anh anh nhìn về phía bờ bên kia cầu nổi và thuyền tiếp viện quân lính đều thắp sáng đèn dầu ánh sáng chiếu giữa sông lung linh rực rỡ nàng nhớ tới đêm nguyên tiêu năm ngoái cùng Dương Tĩnh Uyên ở tán hoa lâu thả đèn khổng minh bên hồ. Nàng tựa mặt vào cột gỗ, thì thầm. Tam lang, sao ngươi còn chưa tới? Si cuồng dẫn đầu quân tả lộ có 5 vạn người. Hắn ở sau điện Mi Châu, sau khi thành phá, còn lại hơn 3 vạn người. Trên đường rút lui về phía nam, đội ngũ hội tụ, chịu trách nhiệm ngăn chặn, kéo dài quân đường. Khi đến bờ sông Đại Đổ, đội ngũ tổng cộng có hơn 4 vạn người. Bỏ neo trọng. Nhanh chóng qua sông. Mệnh lệnh liên tục truyền xuống, quân đội nhanh chóng qua sông. Dù vậy, đến lúc bình minh, vẫn còn mấy ngàn người chưa kịp qua. Thiên tướng trên bờ đón si cuồng, thấy hắn khôi giáp nhuốm máu, mắt hiện tia đỏ, ngồi trong đại trướng uống cả bồn nước lớn mà vẫn thở không ra hơi, lo sợ hỏi. Tướng quân vất vả một đường, mặt tướng đã bắt được người. Báo, quân đường đuổi tới. Tháng tử báo cáo, cắt ngang lời thiên tướng. Xì si cuồng hung hăng ném chậu nước xuống đất. Con mẹ nó, ta đã bốn năm ngày không chầm mắt, hắn tại sao lại đuổi tới đây? Hắn cầm đại đao từ đại doanh chạy ra ngoài, bên kia bờ sông, quân kỳ đại đường tung bay trong gió. Trên đường chân trời, khói bụi bốc cao, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên như sấm. Quân đường đến. Gió sông mang theo âm thanh làm mọi người trong hàng rào run sợ, tiếng khóc lập tức vang lên binh sĩ trên cầu nổi liều mạng chạy về phía trước. Bên kia bờ sông, binh lính chen lấn lên thuyền thành một đám, có vài thuyền bị lật do binh lính chen lấn. Quân đội đại đường trong nháy mắt đã tới, kỵ binh lao thẳng về phía binh Nam Chiếu, không chút lưu tình vung mã tấu chém xuống. Dương Tĩnh Uyên chỉ nhìn thấy cây cầu nổi rộng khoảng hai trường, thúc ngựa lao lên cầu. Dương Tĩnh Uyên, người liều mạng đuổi theo ta, đốt kiểu, phóng hỏa đốt cầu si cuồng nhìn chằm chằm dương tĩnh uyên mặc áo giáp sáng lấp lánh cưỡi ngựa trắng khàn giọng hét to một tướng quân khóc lên đại tướng quân chúng ta còn mấy ngàn người chưa qua sông si cuồng đá một cú vào người hắn mắng người của đường chiếm cầu thì đừng mong dừng lại mấy ngàn người thiên tướng nghe tên dương tĩnh uyên nhớ đến quý anh anh đại tướng quân tiểu nhân đã bắt được phu nhân của dương tĩnh uyên còn có mấy trăm gia quyến của quân đường Si cuồng mừng rỡ. Mang tới, nhanh lên. chương 240 Nỗi nhớ nhà trào dâng như binh lính nam chiếu đổ lên cầu nổi, phía sau đường quân giống như một cây bóng. Đầu cầu chật kín binh lính vô ý thức chống cử, tinh thần quân lính tán loạn, không thể địch lại sự tàn bạo của đường quân. Trong tay cảm nhận được lực cản từ mũi thương đâm vào ngực kẻ địch. Dương tĩnh uyên đã quên mất ước nguyện ban đầu của mình. Trong đầu hắn chỉ còn một suy nghĩ, đó là giết sạch mọi người cản đường để có thể bước lên cây cầu kia. Nếu như tuyết có thể nhẹ nhàng cuốn hắn bay qua con sông lớn này, thì tốt biết bao. Hắn sẽ tìm được nàng, mang nàng trở về Ích Châu, trở về minh nguyệt cư của họ. Phố, mũi thương đâm vào thân thể một lính nam chiếu, mũi thương cắm quá sâu, tên lính đau đớn ôm chặt lấy nó, khiến Dương Tĩnh Nguyên không thể rút ra được. Dương Tĩnh Nguyên hét lớn một tiếng, nhấc bổng tên lính lên và quăng ra ngoài. Một chùm máu tung lên không trung, tên lính ngã xuống cầu. Bạch mã tiến lên cầu nổi, trường thương vung vẩy, quét sạch những binh lính nam chiếu chạy không kịp xuống sông. Dương tĩnh uyên, ngươi dừng lại ngay, vợ ngươi ở đây. Si cuồng nhấc đại đao hét lớn, hắn keo quý anh anh bằng sợi dây thừng và treo nàng lên cọc gỗ. Hàng trăm người thân của quân lính bị đẩy đến cuối cầu nổi. Tam lang, Quý anh anh lẩm bẩm gọi hắn, ánh mặt trời sáng sớm lóe lên trên sông, hắn cưỡi ngựa phi đến, áo choàng đỏ tung bay trong gió. Như một mũi tên bắn tới, hắn tách quân lính nam chiếu trên cầu. Trong khoảnh khắc, mắt quý anh anh mỏi như, nước mắt dâng trào. Gió từ bờ bên kia thổi đến những âm thanh mơ hồ. Dương Tịnh Uyên dẫn đầu đoàn quân, phi ngựa đến giữa cầu nổi và ghi mạnh ngựa lại. Trên cầu binh lính Nam Chiếu nhanh chóng rút lui khỏi tầm mắt hắn. Trời đất trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Ngươi hãy lùi lại, ở đây có hàng trăm người thân của quân đường. Ngươi dám qua cầu, ta sẽ chém đầu họ. Nhìn kỹ đi, nàng là vợ ngươi. Si cuồng khàn giọng hét lớn, giờ đại đao chỉ về phía quý anh anh. Một tướng lĩnh nhanh nhẹn kéo Nghiêu Mũ Nương đến. Nàng là con gái của Nghiêu Phó Đô Đốc. Nghiêu Phó Đô Đốc đã chết trận tại Thành Ích Châu hoàng đế đã phong thưởng cho con gái người trung nghĩa, nghiêu phó đô đốc. Nhiều ngũ nương ngơ ngác nhìn Dương Tĩnh Uyên, khoảng cách hơn 100 trượng làm nàng không thấy rõ khuôn mặt của hắn dưới mũ giáp. Nhưng nàng nhận ra con ngựa trắng, ngày đó, giữa cảnh xuân tươi đẹp, hắn cùng tang thập tứ và thất nương tỉ thí tại võ trường. Dưới ánh mặt trời trói trang, nàng cũng không thấy rõ mặt hắn, chỉ biết rằng nàng thích người đàn ông này như nắng gắt. Còn bạch mã không yên, dậm chân và tiến lên hai bước tướng quân họ đều là người thân vài trăm người lận. một thân binh phía sau nhỏ giọng nhắc nhở dương tĩnh uyên dương tĩnh uyên đờ đẫn nhìn quý anh anh trước mắt chỉ thấy bóng người mờ ảo trong màu xám trắng không rõ khuôn mặt nàng hắn đột nhiên đưa tay lấy cung và tên từ yên ngựa căng dây cung như trăng rằm mũi tên bay ra keng một tiếng mũi tên bắn trúng đao của si cuồng đao suýt nữa rơi khỏi tay Chết tiệt. Mặt si cuồng tái mét. Từ khoảng cách xa như vậy, Dương Tĩnh Uyên vẫn có thể bắn trúng đao của hắn. Hắn dậm chân mắng lớn. Ngươi còn muốn sống mà không có vợ sao? Đồ điên, ngươi đã đuổi theo ta mấy ngày mấy đêm rồi, không mệt sao? Đại đường hoàng đế và sứ thần của ta đã đàm phán hòa bình ở Trường An, ngươi có biết không? Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn